Xin chào ba mẹ, ba mẹ thân mến, ở những video trước thì mình đã chia sẻ với ba mẹ về cách lựa chọn các cái đồ dùng cần thiết cho em bé sơ sinh. Tuy nhiên mình thấy rằng có rất là nhiều ba mẹ đang còn mắc một số những cái sai lầm trong quá trình lựa chọn đồ cho con. Thì ở video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với ba mẹ về 5 sai lầm khi lựa chọn đồ cho em bé sơ sinh. Thì đầu tiên ba mẹ sẽ quan tâm đến đó, thứ nhất đó là cái thời gian sắm đồ sơ sinh. Thì nếu sắm đồ quá sớm hoặc quá muộn cũng rất là đều không tốt ạ. Thông thường có những ba mẹ thì kiểu chủ quan đến tầm khoảng 8 thứ 8 hoặc là đầu tháng 9 mới đi sắm đồ cho con, thì mình lúc đấy thấy lúc đấy nó quá là muộn, bởi vì thực tế là có những em bé là sẽ bị dự sinh chờ sớm trước ngày dự sinh chẳng hạn, thì cái việc mà khi mà sắm đồ muộn thì có thể là không kịp chuẩn bị đồ cho con trước khi vào phòng sinh. Còn có một số ba mẹ trẻ khác thì lại thích sắm đồ đến mức mà mới bầu khoảng tầm tháng thứ 2, thứ 3 đã đến các cửa hàng sơ sinh để lựa chọn và xem đồ cho con rồi, thì mình lại nghĩ rằng cũng không lên. Bởi vì sẽ đoạn đó thì các con chưa hình thành giới tính, cũng giống như là chưa biết cái cân nặng của con lúc sinh là khoảng như thế nào, thì việc lựa chọn đồ nó sẽ không chính xác, và thậm chí là cái thời điểm mà em bé được sinh ra có thể là lúc đấy là quá nóng hay quá lạnh mà mình chuẩn bị trước nó không phù hợp, thì cái đồ mình dùng mua sắm cho con đó nó sẽ không hiệu quả, đúng không ạ? Và cái vấn đề thứ hai, cái sai lầm thứ hai ở đây đó là ba mẹ mua quá nhiều quần áo hoặc là quá ít quần áo, các cái size số nó không phù hợp. Thì tốt nhất trong em bé sơ sinh đó là chúng ta nên lựa chọn một số lượng quần áo vừa phải, khoảng tầm từ 5 tới 7 bộ thôi ạ. Và size thì sẽ là size tăng dần lên, không nên mua một size phải mua một size, nhiều khi em bé trộm vía mà lớn nhanh. Các bạn có thể lớn theo tuần hoặc thậm chí theo ngày, thì có thể là lúc trước quần áo đấy có không vừa nữa rất là phí, gây lãng phí, đúng không ạ? Và cái vấn đề hiểu lầm thứ ba trong quá trình sắm đồ cho con đó là một số ba mẹ thì mua sắm luôn cả nôi cũi này, xe đẩy này, một số những cái trang thiết bị khác mà mình nghĩ rằng là chưa cần thiết trong khi mà sắm đồ sơ sinh. Bởi vì sao ạ? Có những em bé khi sinh ra thì tùy thuộc vào cái tính cách của con cũng như cái thời tiết, có nên dùng xe đẩy hay không, có nên dùng nôi cũi hay không, thì cũng là một cái lựa chọn. Tốt nhất là sau sinh khoảng 1 tháng thì ba mẹ sẽ lên quyết định là sẽ mua những cái đồ dùng đó, không nên mua sớm quá, tránh trường hợp mà không dùng đến sẽ gây lãng phí. Và cái vấn đề thứ tư, cái sai lầm thứ tư mà ba mẹ có thể mắc phải đó là ba mẹ không chú trọng cái việc giặt đồ cho con trước khi sinh. Bởi vì sao ạ? Có những ba mẹ nghĩ rằng là đồ mua về là còn đồ mới, đồ sạch thì không cần phải giặt. Hoặc là có những ba mẹ thì lại giặt chung với đồ của người lớn, thì mình thấy đều là rất là không tốt. Bởi vì sao ạ? Đồ của em bé thì kể cả sạch hay là nguyên túi, nguyên tem thì vẫn phải giặt, bởi vì không tránh được những trường hợp bụi vải trong quá trình sản xuất cũng như là vận chuyển hoặc là trưng bày ở cửa hàng. Và nước giặt quần áo cho con cũng cần phải lựa chọn nước giặt riêng để phù hợp với chất liệu vải cũng như làn da mỏng manh của con, rất là dễ bị kích ứng. Tốt nhất là sẽ phải giặt đồ sạch sẽ cho con trước khi em bé chào đời, và lên giặt riêng, không lên giặt chung với quần áo người lớn, và lựa chọn một cái nước giặt phù hợp. Và điều thứ năm, cái điều cuối cùng mà sai lầm cuối cùng mà mình theo như mình thấy rất nhiều ba mẹ mắc phải đó là cái việc lựa chọn bỉm cho con. Có những ba mẹ thì mua rất là nhiều bỉm tã về để dự trữ, bảo rằng là sau này con dùng rất là tốn nên sẽ mua luôn để đỡ phải mua nhiều lần. Nhưng mà ngược lại ấy, thì cái tốt nhất để chọn bỉm cho con là nên chọn những cái dòng bỉm mà có thương hiệu này, an toàn, và số lượng mua thì ba mẹ sẽ mua ít một thôi ạ. Bởi vì sao? Dù đắt bỉm đắt tiền hay bỉm tốt nhưng cũng có những em bé bị kích ứng không phù hợp, và các bạn ấy cũng lớn rất là nhanh, cái việc lựa size bỉm không cần thiết là phải mua một lúc cùng một size quá nhiều luôn, mà mình sẽ mua một lượng nhỏ vừa phải, một cái bịch nhỏ thôi ạ. Khi con dùng đến đâu thì mình mua đến đấy, có thể con tăng size hoặc là con không hợp bỉm thì có thể dễ dàng thay một cái loại bỉm khác, đỡ tránh cái việc là lãng phí, đúng không ạ? Và trên đây thì là những cái chia sẻ của mình về những cái vấn đề sai lầm khi ba mẹ mắc phải trong cái việc chọn đồ cho bé sơ sinh. Và mình rất là hy vọng ba mẹ sẽ tham khảo để tìm ra những cái giải pháp lựa chọn đồ tốt nhất để tránh những cái sai lầm như trên. Rất là cảm ơn ba mẹ theo dõi video, và hẹn gặp lại ba mẹ ở những cái video tiếp theo ạ. Và xin chào ạ.